Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tipbox. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một thủ thuật giúp cho ảnh nền tự động thay đổi theo thời gian, hay thậm chí là thay đổi theo những cái cú nhấp tay vào màn hình của bạn. Ok, giờ chúng ta bắt đầu nào. Và để thực hiện được điều này thì mình đã sử dụng một ứng dụng ở trên CS Play có tên là Wallpaper Changer. Ok, giờ mình sẽ tìm nó, Wallpaper Change. Như các bạn đã thấy, đây là phần mềm sau khi được mình tải về, giờ mình sẽ mở ứng dụng ra. Giao diện của ứng dụng cũng rất đơn giản thôi. Cái đầu tiên này sẽ là thay đổi hình nền sau bao nhiêu phút này. Còn cái này thay đổi hình nền mỗi lần mà bạn khóa điện thoại lại và mở máy lên thì hình nền sẽ được thay đổi một lần. Và cái tùy chọn thứ ba này đó chính là double tap vào màn hình để thay đổi hình nền. Mình sẽ bật thử cả ba cái lên cho các bạn xem. Ok, ở cái này mình sẽ để ở mức là 1 phút thôi để chúng ta dễ dàng nhìn được sự thay đổi. Sau khi cài đặt xong những cái này, các bạn sẽ phải cài đặt album hình nền. Chúng ta chọn mục album này. Ở đây là mình chưa có bất kỳ một hình ảnh nào cả. Mình khuyến nghị các bạn là nên đưa ảnh vào trong một cái album, sau đó chúng ta chọn cả folder cho nó nhanh. Như thế ảnh vừa chọn lọc mà lại vừa không bị lẫn. Các bạn vẫn có thể thêm rời từng ảnh một từ thư viện của mình vào, nhưng mà như vậy có vẻ là hơi thủ công, hơi mất công. Bây giờ mình sẽ thêm cả cái thư mục ảnh mà mình đã chuẩn bị từ trước. Để cho anh em có cái tinh thần phấn khởi thì mình sẽ thêm một cái ảnh toàn các bạn nữ xinh xinh. Ok, và trước khi vào cài đặt thì app có yêu cầu mình là phải chọn chế độ ảnh động thì mới sử dụng được app. Bây giờ mình sẽ ấn vào đây để cài đặt này. Chọn chế độ hình nền động. Đây, chúng ta tích vào đây. Áp dụng. Ok, mình sẽ quay trở lại app. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm ảnh này. Ấn vào dấu cộng. Sau đó, đây là Add Image, tức là chúng ta sẽ thêm từng ảnh một. Còn Add Crop, đây là thêm những cái ảnh mà đã được cắt. Và cuối cùng là mình sẽ thêm cả thư mục, vì mình thấy làm thế này nhanh hơn. Cho phép. Đây, có mỗi một thư mục cho nó tìm được thôi. Mình để tên thư mục này là Girl. Ok, sau khi mình tích vào Girl này xong, chúng ta ấn Back. Như vậy là 10 ảnh đã được thêm vào. Back. Ok, chúng ta cùng quay về màn hình và xem sự thay đổi nhá. Nào, bây giờ mình sẽ thử double tap trước. Đấy, rất là nhiều thiếu nữ xinh đẹp lần lượt hiện ra. Không biết là các bạn sẽ nhìn vào cái tay của mình hay là nhìn vào một cái chỗ nào đấy trên màn hình thì mình không biết được. Đây, mình sẽ vuốt sang đây cho các bạn dễ nhìn ảnh nền hơn. Ok, bây giờ mình sẽ thử khóa máy lại và mở máy ra để thử tính năng đổi hình nền sau khi chúng ta mở khóa màn hình nhá. Đó, ảnh nền được đổi này. Mình tiếp tục nhá. Thử lần nữa cho nó dễ quan sát này. Đấy, ảnh nền tự động đổi rất là đẹp. Các bạn có thể sử dụng những cái ảnh từ thiên nhiên này cho đến động vật hay là hoạt hình. Nói chung là các bạn yêu thích cái gì cứ làm một bộ album đấy, sau đó là tống vào. Và nó cứ thế thay đổi cho bạn liên tục, nhìn nó không bị nhà mắt. Ok, bây giờ mình sẽ để đến cái tính năng cuối cùng của nó, tức là sau 1 phút sẽ thay đổi hình nền một lần. Nãy chúng ta cài là 1 phút mà. Đây, 1 phút đây. Bây giờ đợi một tí nha, để 1 phút sau sẽ thay đổi hình nền. Cá nhân mình thì thấy rằng tính năng thay đổi hình nền này đã được đưa lên Windows từ khá là lâu rồi. Từ thời gian Win 7 này đã bắt đầu có thể thay đổi theo cả một cái bộ chủ đề. Thế nhưng không hiểu sao mà Android mãi không thấy đưa ra cái chế độ tự thay đổi này. Nhưng mà thật may mắn khi mà có rất những cái phần mềm hỗ trợ chúng ta làm được điều này. Có thể là các bạn đã được chia sẻ về cách làm video là hình nền này, thì bây giờ sẽ là thay đổi hình nền. Mặc dù hình nền tĩnh thôi, nhưng mà thay đổi liên tục theo thời gian như thế này cũng giúp chúng ta đỡ nhàm mắt hơn, hay là cũng có thể đỡ rối mắt hơn là những hình nền bằng video. Vì mình biết không phải ai cũng thích một cái hình nhảy ở trên màn hình, và đôi khi chỉ là một cái hình ảnh tĩnh như này thôi. Đấy. Nếu các bạn dùng thực tế thì mình nghĩ các bạn nên thay đổi con số này là lên mức khoảng 30 phút cho một lần thay đổi. Còn hai tính năng này thì tùy từng người, nhưng mà nếu là mình ý, thì mình sẽ bỏ tính năng unlock này đi và để mình tính năng double tap thôi. Ví dụ như là bạn bè nó có chê hình nền của mình xấu thì mình nhanh tay mình gõ hai cái là biến mất. Ra một hình nền mới. Hình này thì liệu ai còn chê xấu được không? Ok, vậy là mình đã kết thúc video giới thiệu các bạn cách để tự động thay đổi hình nền của điện thoại. Và hy vọng rằng bạn sẽ thích video này của mình. Và thấy hay thì nhớ like này, cũng như là đăng ký kênh của Tipbox. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.